Xin chào các bạn. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải một số cái bài toán liên quan tới định luật bảo toàn động lượng, đặc biệt là cái bài toán va chạm mềm giữa hai vật. Trước khi đi vào các bài toán cụ thể, thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số nội dung lý thuyết liên quan. Nội dung thứ nhất mà các bạn cần nắm cho thầy đấy chính là khái niệm hệ cô lập, hay người ta còn gọi là hệ kín. Hệ vật thì các bạn chú ý như thầy là hệ vật tức là tập hợp từ hai vật trở lên. Và một hệ vật được gọi là hệ cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ. Ý thứ nhất các bạn nhớ rằng khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ, hay là không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ. Và tình huống thứ hai, một hệ cũng được xem là cô lập nếu có ngoại lực, vẫn có ngoại lực, nhưng các ngoại lực phải cân gì? Cân bằng. Các bạn chú ý, có ngoại lực thì ngoại lực phải cân bằng, hoặc không có, hoặc là có nhưng các ngoại lực phải cân bằng. Một hệ vật như vậy thì người ta gọi là hệ cô lập hay hệ kín. Thế thì dựa vào khái niệm hệ cô lập này thì các bạn có thể lưu ý cho thầy được là trong hệ cô lập chỉ có nội lực tương tác giữa các vật trong hệ. Và các nội lực này là triệt tiêu nhau từng đối một, tức là trực đối nhau từng đối một. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là định luật bảo toàn động lượng đối với hệ cô lập. Động lượng như bài trước chúng ta biết rồi, động lượng của một vật. Ở đây chúng ta nhớ rằng động lượng của một vật M, đúng không? Chuyển động với vận tốc gì? Với vận tốc là V. Thì chúng ta định nghĩa nó chính là đại lượng vector P chính là bằng M nhân V. Và vector động lượng của một vật thì cùng hướng với vector vận tốc. Lý do là do gì? M lớn hơn gì? Lớn không. Chúng ta suy ra được P cùng hướng với vector vận tốc V của vật. Đây là động lượng của một vật. Ở đây thì định luật bảo toàn động lượng là áp dụng cho hệ. Cho nên chúng ta cần biết thêm rằng là động lượng của một hệ được tính như thế nào. Động lượng của một hệ vật, thầy ký hiệu là pH, p hệ, thì được hiểu là gì? Bằng tổng các vector động lượng, thầy viết tắt của các vật trong gì? Trong hệ. Như vậy vector động lượng của một hệ thì chính là bằng tổng vector động lượng của các vật trong hệ. Đó là chúng ta sẽ có P hệ chính là bằng P1 cộng P2 cộng chấm chấm cộng đến PN nếu như vật có E, hệ có N vật. Các bạn cần nhớ cho thầy, động lượng của một hệ là gì? Động lượng của một vật, khái niệm. Và định luật bảo toàn động lượng phát biểu đối với hệ cô lập là động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn. Hoặc chúng ta có thể phát biểu ngắn gọn như này, đó là vector động lượng của một hệ cô lập là không gì? Không đổi. Các bạn có thể phát biểu nội dung định luật bảo toàn động lượng bằng một cái dòng như này. Là vector động lượng của một hệ cô lập là không đổi. Và các bạn chú ý cho thầy đấy là vector, tức là nó không đổi cả về độ lớn, cả về gì? Hướng. Vector động lượng của một hệ không đổi. Và viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng nghĩa là chúng ta có viết được P1 cộng P2 cộng chấm 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 cộng bằng một vector không gì? Không đổi. Còn cái tình huống mà chúng ta hay gặp nhất đấy là với hệ cô lập chỉ có hai gì? Hai vật. Trong trường hợp hệ cô lập chỉ có hai vật M1, M2, các bạn chú ý. Thì động lượng, biểu thức định luật bảo toàn động lượng sẽ viết dưới dạng là P1 cộng P2 bằng một vector không đổi. Đây là hằng số là một vector không đổi. Thực ra là các bạn viết là bằng một vector không đổi. Và vector
không đổi, có nghĩa là ở thời điểm trước và thời điểm sau là gì? Giống nhau. Chúng ta có thể viết là P trước, P hệ trước bằng P hệ sau. Đấy là diễn đạt cái định luật bảo toàn động lượng. Tức là hai thời điểm khác nhau thì vector động lượng của hệ là như nhau. Chính vì thế mà chúng ta viết được M1 V1 cộng M2 V2 bằng M1 V1 phẩy cộng M2 V2 phẩy. Với M1 V1 M2 V2 là động lượng của vật trước hệ vật trước tương tác, và M1 V1 phẩy M2 V2 phẩy là động lượng của hệ vật 1 2 sau tương tác. Và trên cơ sở này, các bạn chú ý rằng là định luật bảo toàn động lượng chỉ áp dụng với hệ cô lập, áp dụng với hệ cô lập, hoặc chúng ta có thể áp dụng, các bạn lưu ý vào đây là lưu ý này. Bảo toàn động lượng thì viết tắt luôn này. Có thể áp dụng cho một phương này, bất kỳ, nếu theo phương đó như nào, theo phương đó không có ngoại lực, không có ngoại lực, tức là hệ không nhất thiết là phải kín, nhưng mà theo một phương nào đấy hệ không chịu tác dụng của ngoại lực thì chúng ta có thể áp dụng định luật bảo toàn. Cái này thì thầy sẽ phân tích kỹ ở một số bài toán khác. Tiếp theo là cần nắm cho thầy cái khái niệm va chạm mềm. Khi mà chúng ta gặp một bài toán này, xét một vật khối lượng M1 chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc V1 đến va chạm với vật có khối lượng M2 đang đứng yên. Sau va chạm, hai vật nhập làm một. Đương nhiên nhập làm một thì sẽ cùng chuyển động với vận tốc là V này. Cùng vận tốc V. Thì cái loại va chạm như này người ta gọi là va chạm mềm. Nói tóm lại là sau va chạm, đặc điểm nhận dạng là gì? Nhận dạng là sau va chạm hai vật có cùng gì nhỉ? Có cùng vận tốc. Nó là dính vào nhau và chuyển động với cùng một vận tốc. Và nhớ rằng là trong va chạm mềm thì động lượng được bảo toàn. Động lượng được bảo toàn. Đấy, đấy. Trong va chạm mềm động lượng được bảo toàn. Các bạn chú ý. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập định luật bảo toàn động lượng với tình huống va chạm mềm. Chúng ta sẽ có P trước bằng P gì? P trước này. Bằng P gì? P sau, đúng không? Theo như mô tả của bài toán, tức là lúc đầu chúng ta sẽ có vật M1 này chuyển động với vận tốc V1, vector vận tốc V1 đến va chạm với vật M2 đang đứng gì? Đứng yên. M2 đang đứng yên. Đây là trước. Trước va chạm. Đúng không? Bây giờ sau va chạm thì hai anh này nhập là một, chuyển động với cùng vận tốc là gì? V. Đây là M1, M2. Đây là sau va chạm. Các bạn chú ý. Thế thì bây giờ dùng cái P trước bằng P sau thì chúng ta phải biết P trước bằng cái gì? P trước đương nhiên vẫn bằng gì? P1 cộng P gì? P2 này. Còn P sau thì nó chính là P1 phẩy cộng P2 gì? 2 phẩy. Đúng không? P trước bằng P sau. Còn P1 thì nó lại chính là bằng cái gì? P1 chính là bằng M1 V1. Đây là P1. Các bạn chú ý.
P2 nó đứng yên thì nó bằng gì? Bằng 0. P1 phẩy thì bằng M1 V1. À, thầy xin lỗi là V, bởi vì chúng ta ký hiệu là vận tốc sau va chạm là V rồi. Thì chúng ta chỉ viết luôn là V thôi. V. P2 phẩy thì chính là bằng M2 nhân V. Hai anh này là cùng vận tốc. Như vậy chúng ta gộp lại đặt V ra ngoài thì chúng ta sẽ có cái này chính là bằng M1 cộng M2 nhân gì? Nhân V. Đấy. Như vậy là P trước bằng M1 V1, P sau bằng cái này. Đúng không? P trước bằng P sau thì chúng ta được cái phương trình này. Cho P trước bằng P sau thì chúng ta thiết lập được phương trình M1 V1 bằng M1 cộng M2 nhân V. Và từ đó thì chúng ta suy ra được vector vận tốc V lúc sau của hai vật sẽ là V bằng M1 V1 trên M1 cộng M2. Tùy tình huống ký hiệu mà các bạn có thể thiết lập biểu thức cho nó hợp lý. Miễn là chúng ta có P trước bằng P sau thì chúng ta cứ cụ thể P trước P sau. Rồi cho hai vế này bằng nhau thì chúng ta thiết lập được. Thế thì nhìn vào đây thì các bạn chú ý rằng là sau va chạm mềm thì hai vận tốc V1 V2 là cùng gì? Cùng hướng, đúng không? Cùng hướng. Bởi vì các đại lượng M1 M2 là dương. Cho nên là chúng ta có V và V1 là cùng hướng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét một số cái bài toán cụ thể. Ở đây có tình huống thầy nhắc đấy là chuyển động bằng phản lực. Thì cái chuyển động bằng phản lực này chúng ta giải quyết bằng một bài toán số cụ thể, một số bài toán cụ thể phía sau. Đó là gì? Cái hiện tượng là trong một hệ kín đang đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động như này người ta gọi là chuyển động bằng phản lực. Đúng không? Và nó cũng là được rút ra từ cái định luật bảo toàn động lượng. Bây giờ chúng ta vào các bài toán cụ thể. Bài toán thứ nhất. Một hòn bi có khối lượng M1 đang chuyển động với vận tốc V1 3 m/s. Va chạm vào hòn bi M2 bằng 2M1 đang nằm yên. Vận tốc hai bi sau va chạm là bao nhiêu nếu va chạm là mềm? Bây giờ thầy có thể mô tả cái bài toán này các em dễ hình dung. Đầu tiên là chúng ta có vật hay là bi M1 chuyển động với vận tốc, đây là V1, đúng không? Động với vận tốc V1 đến va chạm với bi 2, hay là đang đứng yên, M2 đang đứng yên, không vẽ vector vận tốc nữa. Sau va chạm thì hai anh này dính vào nhau bởi vì là va chạm gì? Mềm, chuyển động với vận tốc. Đấy, ký hiệu là gì đi? V đi. Đúng không? Đây là M1, M2. Hai anh này dính vào nhau. Mục tiêu của chúng ta là gì? Vận tốc, đó là tìm gì? Tìm V đúng không? Tìm V. Mục tiêu là tìm V. Thế đây là trước. Trước này. Còn đây là sau. Bây giờ với bài toán này thì chúng ta có thể trình bày như sau này. Bài giải. Chúng ta có xét hệ hai vật, xét hệ hai bi. Ta có này. P trước, P hệ trước thì bằng P1 cộng P2, và trong trường hợp này thầy viết là bằng M1 V1 bởi vì M2 đứng gì nhỉ? Đứng yên. V2 bằng 0. Thì động lượng của vật M2 là trước là bằng 0. Rồi sau đó là chúng ta có P hệ lúc gì? Hệ lúc sau này. Cũng bằng P1 phẩy cộng P2 gì? 2 phẩy. Vẫn bằng tổng động lượng của hai vật. Và trong trường hợp này nó bằng M1 V cộng M2 V. Vì hai này có cùng vận gì nhỉ? Vận tốc. Bạn chú ý hai này có cùng vận tốc. Sau đây là va chạm mềm.
Tại sao chúng ta khẳng định được cùng vận tốc? Vì nó là va chạm mềm. Va chạm mềm thì sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc. Các bạn nhớ. Thế bây giờ vì động lượng, vì này, động lượng của hệ được gì? Bảo toàn. Nên chúng ta có P hệ trước bằng P gì nhỉ? P hệ lúc sau. Động lượng, vector động lượng của hệ được bảo toàn. Và thế thì chúng ta suy ra được ngay phương trình đấy là gì? P hệ trước chính là M1 V1 bằng P hệ lúc sau là M1 V cộng M2 V. Đúng không? P hệ lúc sau. Động lượng được bảo toàn. Thế từ đây mục tiêu là tìm V. Chúng ta suy ra được. Nhóm lại. Thì chúng ta có V chính là bằng, đặt V ra ngoài đúng không? M1 V1 mà chia cho M1 cộng M gì? M2. Đấy. Thế bây giờ chọn chiều, ở đây là phương trình vector. Chọn chiều dương là chiều gì đây? Chiều dương này là chiều chuyển động của bi 1 lúc đầu. Đương nhiên là trường hợp này là lúc đầu và lúc sau nó chuyển động như nhau, nhưng chúng ta cần chỉ rõ chiều dương là chiều chuyển động lúc đầu. Thì chúng ta sẽ suy ra từ cái hệ thức này, hai vector này cùng phương cùng chiều, chúng ta suy ra được. Đây là biểu thức vector, các bạn chú ý. Thì đây chuyển sang phương trình đại số sẽ là M1 V1 trên M1 cộng M2. Và lắp số vào thì chúng ta sẽ có M1 là giữ nguyên này, vì nó không cho bằng số. Còn V1 là bằng 3. M1 chúng ta giữ nguyên, M2 chúng ta thay bằng 2M1. Đúng không? Như vậy là cái này chính là bằng 3 chia cho 3 là bằng 1 mét trên giây. Đấy, các bạn có thể rút gọn này. Trên là M1, ở dưới là 3M1. Thì rút gọn này. Như vậy là chúng ta tìm được vận tốc của 2 bi sau va chạm là 1 mét trên giây. Một bài vận dụng trực tiếp va chạm mềm. Chúng ta tiếp tục với bài số 2. Một toa xe có khối lượng M1 bằng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc V1 thì va chạm vào toa xe thứ 2 có khối lượng M2 bằng 2 tấn đang đứng yên. Sau đó hai toa dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc 2 mét trên giây, tìm V1. À, bài này lại ngược với bài trên một chút đúng không? À, bài trên là cho V1 tìm V, bài này lại cho V tìm V1. Thì chúng ta cũng mô tả xem như hai vật. Thì mô tả lại một lần nữa cho các bạn quen. Đây là M1, toa xe 1 đúng không? Chuyển động với vận tốc V1 tới va chạm với toa thứ 2 M2 đang đứng gì? Đứng yên. Sau va chạm đây, chuyển động với vận tốc V. Đây là M1, M2 đúng không? Thế bây giờ chúng ta trình bày ngắn gọn như sau này. Bài giải này. Bây giờ chúng ta xét hệ hai toa này. Hệ hai toa là gì? À, va chạm. Va chạm ở đây là va chạm mềm. Suy ra được động lượng được bảo gì? Bảo toàn. Các bạn chú ý rằng nếu là va chạm mềm thì vector động lượng của hệ sẽ được bảo toàn. Hệ hai vật va chạm mềm được bảo toàn. Chúng ta suy ra được đây. P trước bằng P sau đúng không? P trước này bằng P sau này. Chúng ta suy tiếp, ở đây thì viết ngắn gọn luôn, P trước chính là M1 V1. V2 thì bằng 0 rồi đúng không? Toa xe thứ hai này đang đứng yên, nghĩa là V2 bằng 0.
Và bên này chúng ta viết là bằng M1 cộng M2 nhân gì? V. Theo như bài toán lúc nãy. Và chúng ta chọn chiều dương thì chúng ta suy ra luôn. Suy ra luôn nhé. Thầy suy ra phương trình đại số luôn. M1 V1 bằng M1 cộng M2 nhân gì? V. Phương trình trên là vector, phương trình dưới là đại số. Mục tiêu tìm V1, như vậy chúng ta suy ra được V1 chính là bằng M1 cộng M2 nhân với V mà chia cho M1. Đúng không? Thay số vào thì chúng ta có, với cái dạng tỉ số thì chúng ta thay số có thể đổi hoặc không đổi. Bài này thì không đổi cho nó đỡ mất công, thì nó sẽ là 4 này. 4 tấn cộng với 2 tấn này chia cho 4 này, mà nhân với V của chúng ta là bằng 2 này. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ có cái này là 6, 6 chia cho 3 thì bằng gì? 2. 6 chia cho 2 thì bằng 3 này. Mét trên giây. Chúng ta tìm được V1 bằng 3 mét trên giây. Được chưa? Thế là với bài số số 2. Một bài cũng xét va chạm mềm trực tiếp. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài số 3. Một toa xe có khối lượng M1 bằng 3 tấn chạy với vận tốc V1 4 m trên giây va chạm vào toa xe thứ hai đang đứng yên 5 tấn. Sau va chạm, hai toa chuyển động với cùng vận tốc. Hỏi toa 1, à ở đây thầy xin lỗi là sau va chạm toa xe 2 chuyển động với vận tốc V2 bằng 3 m trên giây. Hỏi toa 1 chuyển động với vận tốc bao nhiêu, theo hướng nào? Tức là cái bài này thì muốn đưa vào để các bạn phân biệt rằng là trường hợp này không phải là va chạm mềm. Bởi vì là chúng ta người ta chưa cho là V1 và toa 1 và toa 2 là chuyển động với cùng gì? Cùng vận tốc mà cho V2 tìm V1. V2 phẩy. Ở đây thì là ký hiệu là V2 phẩy với vận tốc V2 phẩy nó đồng bộ. Thế với bài toán này chúng ta sẽ làm như nào? Đây, bài giải này. Chúng ta mới biết được như sau này. Đây là M1 chuyển động với vận tốc V1 đến va chạm với M2 đang đứng gì? Đứng yên. Đấy. Thế sau va chạm chúng ta có cái gì? Sau va chạm toa xe thứ hai chuyển động với vận tốc V2 bằng 3 m trên giây. Đấy. 3 m trên giây có nghĩa là vẫn chuyển động với vận tốc của hướng của V gì? V1. Đây. Chúng ta mới biết được toa xe thứ hai V2 gì? 2 phẩy này, M2. Còn M1, đây là M1. Như nào thì chính là cái mà chúng ta đang cần phải tìm. M1 có thể là bật ngược trở lại hoặc có thể là tiếp tục chuyển động thì đang là dấu hỏi, đúng không? Thì chúng ta làm như sau, bài toán này chúng ta cũng dùng bảo toàn động lượng ở thời điểm va chạm. Đương nhiên là các bài toán này phải kèm theo điều kiện là động lượng được bảo toàn. Bây giờ chúng ta có này, ta có P hệ lúc trước này chính là bằng M1 V1, đúng không? Bởi vì M2 đứng gì rồi? Đứng yên rồi. P hệ lúc sau này thì bằng M1 V1 phẩy cộng M2 V2 phẩy. Đây là V1 phẩy chúng ta đang cần tìm. Đúng không? Thế bảo toàn động lượng. Bảo toàn động lượng. Chúng ta suy ra được cái gì? P trước bằng P sau, tức là M1 V1 bằng M1 V1 phẩy cộng M2 V2 phẩy. Trường hợp này là các vector của chúng ta phải thỏa mãn là cùng phương, đúng không? Va chạm này là va chạm đàn hồi xuyên tâm. Đấy, tới va chạm đàn hồi xuyên tâm này.
đàn hồi xuyên tâm. Thì chúng ta sẽ suy ra được nào. Bây giờ chọn, chúng ta mục tiêu của chúng ta phải chuyển cái phương trình vector này thành phương trình đại số. Như vậy chúng ta chọn chiều dương này là chiều chuyển động của bi 1, của toa, toa 1 lúc đầu. Đúng không? Toa 1 lúc đầu. Thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Chuyển phương trình vector thành đại số này. Cái này là dấu dương luôn, lấy M1, V1 sẽ bằng M1, V1 phẩy. Chốc nữa chúng ta tìm được V1 phẩy dương, có nghĩa là toa số 1 vẫn chuyển động theo hướng cũ. Còn nếu tìm được âm thì nó chuyển động theo hướng ngược lại. Thế nên chúng ta cứ để dấu đại số M2, V2 phẩy. Và từ đây chúng ta suy ra được V1 phẩy là cái mà chúng ta đang tìm. M1 V1 trừ M2 V2 phẩy chia cho M1. Đấy, đây là trừ, là chuyển vế sang này. Đúng không? Và lắp số vào. Chúng ta có M1 bằng 3 tấn, vẫn là tỷ số nhưng thầy không cần đổi. V1 bằng 4. M2 của chúng ta là bằng 5 tấn. V2 phẩy bằng 3. Và trên M1 chính là bằng 3. 12 trừ đi 15. Đúng không? Trừ 3, trừ 3 trên 3 bằng trừ 1. Trừ 1 mét trên giây. Vì chúng ta chọn chiều dương là chiều chuyển động lúc đầu của toa 1. Mà bây giờ chúng ta tìm được V1 âm, V1 nhỏ hơn 0, V1 phẩy nhỏ hơn 0. Suy ra được sau va chạm toa 1 bật trở gì? Trở lại, bật ngược trở lại. Là ngược chiều dương đúng không? Chúng ta sẽ có đây là V1 gì? 1 phẩy. Nhưng nó khác với cái tình huống hai bài trên, tức là sau va chạm hai vật dính nhau chuyển động cùng vận tốc. Và cái bài này thì sau va chạm của anh là chuyển động theo hướng ban đầu một anh là bị bật ngược trở lại, đúng không? Đấy là bài số 3. Chúng ta tiếp tục với bài số 4. Một khẩu súng M bằng 4 kg bắn ra viên đạn là 20 g. Vận tốc của đạn ra khỏi nòng súng là 600 m trên giây. Súng giật lùi với vận tốc V có độ lớn là bao nhiêu? Bài này thì các bạn nhớ cho thầy là đây là không tính vận tốc của đạn bắn ra. Tính khối lượng, mà khẩu súng này có khối lượng 4 kg. Không tính khối lượng của đạn. Thì chúng ta có thể hình dung cái bài toán này như thế này. Đây là chúng ta có hệ súng đạn. Thầy biểu diễn bằng vật cho nó dễ. Đây. Đây là đạn M lớn này. Đây là M nhỏ. Lúc đầu là hệ này nằm yên. Lúc sau thì đây là lúc đầu nhá. Đầu này. Và lúc sau thì chúng ta có thể vẽ mô tả như sau này. Tức là cái đạn nó sẽ đi ra, đúng không? Đây là M, nó đi ra với vận tốc là V. Đấy. Và cái súng thì bị giật lùi với vận tốc là V lớn. V lớn. Đấy là lúc sau. Đúng không? Lúc đầu thì hai anh này là V súng bằng V V đạn bằng mấy? Bằng 0, vì hệ súng đạn đang đứng yên. Và đây chính là bài toán chuyển động bằng phản gì? Phản lực, nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. Khi một phần của hệ chuyển động về một hướng thì phần còn lại chuyển động theo hướng ngược lại. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập bảo toàn động lượng. Như thế nào?
Xét hệ súng đạn, xét cái hệ này, súng và đạn, thì chúng ta có P hệ trước, trước khi bắn thì bằng mấy? Bằng 0, đúng không? P sau, P hệ lúc sau thì chính là bằng M nhân với V là của anh đạn, cộng với M lớn nhân V lớn là của gì? Súng. Đây, súng là M V lớn động lượng, đạn là M V V nhỏ động lượng. Thế P hệ lúc sau vẫn bằng P súng cộng P đạn. À, lúc đầu vẫn bằng là P súng cộng P đạn, lúc đầu hai anh đều đứng yên, đúng không? Thế bảo toàn động lượng, bảo toàn động lượng chúng ta suy ra được, đấy, P trước bằng P sau có nghĩa là 0 sẽ bằng M V cộng M lớn V lớn, đúng không? Từ đấy chúng ta suy ra được anh V lớn chính là bằng trừ M này trên M lớn nhân với V nhỏ. Bạn nhìn vào công thức này thì các bạn chú ý ngay rằng là hai vector này sẽ ngược chiều, giật lùi, đúng không? Giật lùi, ngược chiều, giật lùi. Tức là chúng ta sẽ có V lớn cùng phương ngược chiều với V nhỏ. Đấy, đấy chính là nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. Và từ đây thì các bạn nếu tính về mặt độ lớn thì chúng ta phương trình vector này chúng ta suy ra được độ lớn của V chính là bằng M trên M lớn mà nhân độ lớn của V nhỏ, đúng không? Và lắp số vào với bài toán này, lắp số vào thì chúng ta sẽ có nó chính là bằng bao nhiêu? Bằng này. 20g tức là 0,02 kg chia cho 4 mà nhân với gì? 6 gì? 600, đúng không? Đấy. Như vậy 12 chia 4 thì chính là bằng mấy nhỉ? Bằng 3, đúng không? Rút gọn đi, 2 con 0 rút gọn đi, 6 2 12, 12 chia 4 thì bằng 3. Như vậy cái này bằng 3 m/s. 3 m/s. Đấy, các bạn có thể tính được. Như vậy vận tốc giật lùi của súng là bằng 3 m/s. Một vận tốc cũng tương đối lớn, đúng không? Một bài vì liên quan đến nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. Một bài tiếp theo nữa, chúng ta xét bài số 5, cũng liên quan tới chuyển động bằng phản lực. Một tên lửa có khối lượng tổng cộng, bài này thì các bạn chú ý lại là khối lượng tổng cộng M0 bằng 70 tấn. Đang bay với vận tốc V0 bằng 200 m/s. Đối với đất, đối với trái đất. Đấy, thì tức thời phụt ra một lượng khí là M2 bằng 5 tấn. Và chuyển động với vận tốc V2 bằng 450 m/s đối với tên lửa. Đối với tên lửa, tính vận tốc tên lửa sau khi phụt ra khí, phụt khí ra. Thế bài toán này thì chúng ta lại cần phải có một chút kiến thức về cộng vận tốc. Vẫn là áp dụng bảo toàn gì? Các bạn chú ý là lưu ý vào đây, trước khi làm thì phải lưu ý này. Vẫn áp dụng bảo toàn động lượng. Đây, với cái hệ này, với hệ tên lửa và khí phụt ra. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải gì? Phải quy vận tốc của hai đối tượng này về giá trị trong hệ quy chiếu với trái gì? Với trái đất. Đây, nhưng mà chúng ta phải xét trong hệ quy chiếu với trái đất. Bởi vì bài toán này các bạn chú ý này, đang cho này,
đối với tên lửa vận tốc là 450 đối với tên lửa, còn vận tốc này lại đối với trái gì? Trái đất, một bên là với tên lửa, một bên là với trái đất. Như vậy là chưa đồng hệ quy chiếu thì chúng ta chưa áp dụng định luật bảo toàn động lượng được. Đúng không? À, thầy mô tả bài toán này như sau. Có thể mô tả. Đây là tên lửa. Thầy vẽ mô tả rồi nha. Tên lửa này. Lúc đầu đang bay với vận tốc là V gì? V0. Đây là mặt đất. Đúng không? Mặt đất. Bay với vận tốc V0 và nó có khối lượng là M gì? M0. Thế thì sau khi bay lên trên này một đoạn, thầy giả dụ như bên này một đoạn. Đây, thầy vẽ lại. Thì tên lửa đã phụt ra khí và khối lượng của nó còn lại là M. Đây, nó phụt ra một lượng khí. Đây, chúng ta lấy ví dụ. Một lượng khí như này. Đúng không? Vận tốc của nó bây giờ là V là đại lượng đang cần tìm. V này. VT này. Chúng ta đặt là VT, V tên lửa. Đúng không? Khối lượng còn lại là M. M này chắc chắn rằng sẽ bằng M0 mà trừ đi khối lượng của khí là mấy nhỉ? Trừ đi M2. Đây, khối lượng còn lại. Và vận tốc của khí bay ra là với vận tốc là V2. V2 này. Bằng 450 mét trên gì? Giây. Đối với gì? Với tên lửa. À, các bạn chú ý lại là đối với tên lửa. Như vậy là nó thụt lại 450 mét trên giây đối với tên lửa, nhưng tên lửa lại đi với vận tốc 200 mét trên giây đối với gì? Đất. Thì từ đây này, từ cái cụm này nhá, chúng ta suy ra này, có thể suy ra này, vận tốc V2 phẩy này của tên lửa của khí, thầy xin lỗi là của khí, đúng không? Đối với đất, đối với đất sẽ là gì? Chúng ta tìm như sau này, sẽ bằng luôn là 450 mà trừ đi có độ lớn nhé, thầy đang tính độ lớn, trừ đi hai gì, 200. Đấy, thế thì có thể viết như thế này này. Đầu tiên như vậy, bài giải thầy có thể trình bày đấy là giãn cho các bạn hình dung một chút, còn bây giờ vào bài giải chúng ta tính như sau. Gọi này, V ở đây thầy đang ký hiệu là V2 phẩy, đúng không? V2 phẩy là vận tốc của khí đối với gì? Đối với đất. Chúng ta sẽ có V2 phẩy theo công thức cộng vận tốc thì bằng V, V này là V của khí này, đối với gì? Đất này, sẽ bằng V của khí đối với tên lửa cộng V của tên lửa mà đối với gì? Đối với đất. Đấy, theo công thức cộng vận tốc, các bạn có thể xem lại cái bài công thức cộng vận tốc của thầy và áp dụng cho bài này này. Chiều dương, chúng ta chọn chiều dương là chiều bay của tên gì đi? Tên lửa đi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái này bằng V của khí đối với tên lửa. Thì lúc này nó là sẽ là trừ 450. Tại sao nó trừ 450? Vì khí phụt về phía sau, vận tốc đối với tên lửa nó ngược như này. Còn V của tên lửa đối với đất chính là 2 gì? 200.
Như vậy cái này chính là bằng trừ 250 mét trên giây. Tức là khí nó thực ra là đang chuyển động lại gần trái đất đúng không? Do tốc độ phụt rất lớn. Xong rồi, bây giờ chúng ta phải áp dụng bảo toàn gì? Bảo toàn động lượng. Thì chúng ta sẽ có động lượng lúc đầu P trước bằng P gì? P sau này, về mặt vector nhá. Nhưng lúc đầu là khí và tên lửa có khối lượng tổng cộng là M0, cho nên là này sẽ tương đương với M0 nhân với V0 và tất cả đang chuyển động với vận tốc V0. Bạn hình dung không? Và cái này chính là bằng M khối lượng là M2 phụt lại phía sau, tức là V2 phẩy. Phải là lấy V2 phẩy nhé. Vận tốc so với đất, khí so với đất. À, chúng ta không được lấy cái con V2 là 450 mà chúng ta phải quy về cùng một hệ quy chiếu là trái đất. Đã. Cái này cộng với M là khối lượng còn lại của tên lửa mà nhân với V, VT, V của tên lửa. Đúng không? Mục tiêu là chúng ta đang tìm cái gì? Tìm vận tốc của tên lửa sau khi khí phụt ra. Như vậy với bài này thì chúng ta rất bình thường thôi. Chọn chiều dương đây rồi. Chúng ta suy ra nào. Phương trình đại số luôn. M0, V, 0 sẽ bằng M2, V2 phẩy cộng M nhân VT. Và chúng ta rút ra được VT chính là bằng M0, V0 trừ đi M2 V2 phẩy mà trên M đúng không? Lắp số vào, các bạn lắp số vào. Ở đây chúng ta cùng để đơn vị là tấn luôn, bằng M0 của chúng ta là 70 này, V0 là 2 gì? 200 này đúng không? 200 rồi trừ đi M2 là bao nhiêu rồi? M2 là 5 tấn này, 5 này nhân V2 phẩy là thành trừ 250, trừ 250. Đấy, các bạn phải thay cả dấu vào. Và khối lượng thế này là còn lại là 70 trừ đi gì? Trừ đi 5 đúng không? Tức là 65. Và chúng ta thực hiện kết quả này xem nó bằng bao nhiêu đúng không? Tức là 70 nhân 200 đúng không? Cộng với kết quả là bằng bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ tầm cỡ là 234,6 mét trên giây. Đây bằng 234 này. 234,6 mét trên giây. Đấy, các bạn có thể tính lại giúp thầy. Như vậy, mấu chốt của cái bài toán mà tên lửa phụt lượng khí ra sau là các bạn phải quy giá trị vận tốc, tất cả các giá trị vận tốc về cùng hệ quy chiếu đối với mặt mặt đất. Đấy. Và sử dụng công thức cộng vận tốc. Sử dụng quy tắc đầu đuôi công thức cộng vận tốc. V của khí đối với đất thì bằng V của khí đối với tên lửa cộng V của tên lửa đối với đất. Đó. Đây là bài số 5. Chúng ta tiếp tục với bài số 6. Một người có khối lượng M1 bằng 50 kg nhảy từ một chiếc xe có khối lượng M2 bằng 80 kg đang chạy theo phương ngang với vận tốc là 3 m trên giây. Vận tốc nhảy của người đó đối với xe là V0 bằng 4 m trên giây. Tính vận tốc V lớn của xe sau khi người ấy nhảy trong hai trường hợp nhảy cùng chiều và nhảy ngược chiều. Nhưng bài này thì sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Đây. Vận tốc nhảy của người đó đối với xe, và các bạn chú ý cũng đây là vận tốc đối với xe. Đúng không? Thì chúng ta việc đầu tiên các bài này cũng là gì nhỉ? Quy hết vận tốc. Quy hết vận tốc về đối với
mặt gì? Mặt đất. Đúng không? Đối với mặt đất. Tất cả các vận tốc chúng ta cần phải xét trong hệ quy chiếu với mặt đất. Đây, cái này thì làm nhanh luôn này, này. Vận tốc V bằng 3 mét. Xe đang chạy với vận tốc V bằng 3 mét. Mà người lại nhảy với vận tốc là 4 mét trên giây. Đối với gì? Đối với xe. Thì bài toán này chúng ta có V của người này đối với đất thì sẽ bằng V của người đối với xe cộng với V của xe đối với gì? Đất, đúng không? Chúng ta sẽ dùng công thức này, công thức cộng vận tốc để chuyển tìm V của người đối với đất. Tình huống thứ nhất đó. Bài giải thầy giải như sau. Tình huống thứ nhất là nhảy cùng gì rồi? Cùng chiều. Xe đang chạy đây, nhảy lên đầu xe đấy. Đây. Đây là vận tốc V nào rồi nhỉ? Người ta ký hiệu là vận tốc V. Mình ký hiệu là vận tốc V. Và nhảy cùng chiều người. Đây, vẽ tách ở đây đi. V người. Đối với xe, đúng không? Người xe. Nhảy lại đằng trước. Thì chúng ta áp dụng bảo toàn động lượng là P trước bằng P gì? P sau này. Đúng không? P trước thì sẽ bằng gì? Tương đương với này. M xe người ta ký hiệu là M gì rồi nhỉ? Người thì là M1, xe là M2. Đúng rồi, người là M1. Trước khi nhảy thì hai anh đang chuyển động với cùng vận tốc là V luôn đúng không? Cộng M2 nhân gì? V luôn này, hai anh cùng vận tốc. Và lúc sau thì chúng ta sẽ có M1 tức là người nhân với V của người so với gì? Người so với đất này. Cộng với M2 nhân với V. V lớn, người ta ký hiệu là V lớn là đại lượng đang cần gì? Đang cần tìm. Đúng không? Thế nhảy cùng chiều như này, áp dụng quy tắc cộng vận tốc thì chúng ta sẽ có V của người so với đất thì bằng V của người so với xe cộng V của xe so với đất. Đấy. Thì bằng. Trường hợp này nhảy cùng đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái này là 4 luôn này. Cộng 3 và cái này bằng mấy? 7 mét trên gì? 7 mét trên giây. Chiều dương là chiều chuyển động luôn. Đấy. Thế xong rồi. Như vậy là phương trình 1 đấy là điều kiện 2, 1 chúng ta suy ra gì? Chuyển hết này. Mục tiêu của chúng ta là tìm V lớn đúng không? M1 cộng M2 nhân với V nhỏ thì bằng M1 V người đất vector cộng với M2 V. Và chúng ta chuyển sang đại số luôn. Hay chuyển luôn đại số nha, bất luôn vector, các vector cùng phương. Suy ra luôn anh V chính là bằng M1 cộng M2 này nhân gì? V trừ đi M1 V người gì? Người đất này. Trừ nhé, chia cho M2. Lắp số vào thì sẽ có như sau. M1 là 50, M2 là 80. Như vậy 50 này cộng 80 này nhân với V của chúng ta là bằng 3 này. Đúng không? Trừ đi M1 là 50 này nhân với 7 là V của người so với đất. Mà chia cho M2 chính là 8 gì? 80. Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có 300, đây là 300 bao nhiêu nhỉ? 130 này, 130 thì 390 này. 390 trừ đi 7 nhân với 535 trừ là còn 40, 40 phần 80. Đúng không? 40 phần 80 tức là 1 phần 2. Đúng nhỉ? 1 phần 2 mét trên giây.
xe chuyển động với vận tốc 1/2 m trên giây. Đã. 390 trừ đi 350 7535 còn 40/2. Đấy là trường hợp thứ nhất. Nhảy cùng chiều. Trường hợp thứ hai B này. Chúng ta có nhảy ngược chiều thì sử dụng công thức này. Vẫn là bảo toàn như phương trình này. Thì chúng ta có V của người này so với đất vẫn bằng V của người so với xe cộng V của xe so với đường hay là so với đất. Trường hợp này thì xe vẫn lao về phía trước với vận tốc như này. Còn đây là vận tốc V V nhỏ này. V0 là nhảy về phía sau. Đây là vận tốc V nhỏ của xe. Đây là người. Thì chúng ta áp dụng công thức này lắp số vào người so với xe thì chọn chiều dương vẫn là chiều chuyển động thì nó sẽ là trừ mấy nhỉ? Trừ 4 cộng với xe so với đất là 3. Như vậy nó bằng trừ 1 mét trên gì? Mét trên giây. Đấy, chúng ta tìm được vận tốc. Thế thì từ đấy lắp vào cái phương trình ở trên đây. Nó chỉ khác nhau về vận tốc đấy thôi. Thì chúng ta sẽ có V chính là bằng này. M1 cộng M2 bây giờ vẫn là 50 này cộng 80 này nhân với V này vẫn không đổi là bằng 3 này. Đúng không? Đang chạy với vận tốc 3. Trừ đi M1 là 50 tiếp này. Nhân với V của người so với đất lúc này là bằng trừ 1 nhân trừ 1. Đúng không? Đây. Khác nhau là nhân với trừ 1 đây. Và trên M2 vẫn là 8 gì? 80. Như vậy đây là 130. 130 nhân thành 390. 390 cộng với lại 50. 390 cộng 50 là 440 phần 80. Đúng không? 440 phần 80. À, trường hợp này đương nhiên rằng vận tốc nó sẽ lớn hơn là nhảy về phía trước đúng không? Và trường hợp này nó bằng 5,5 mét trên 5,5 mét trên giây. Tức là bản thân nó sẽ được lớn hơn. Lớn hơn vận tốc của xe khi mà đang ngồi yên là 3. Còn trường hợp này là nó lại bé hơn. Đấy là bài số 6 cũng là một bài về chuyển động ngược hướng. Chúng ta dùng bảo toàn động lượng. Ở đây các bạn có thể tham khảo tiếp cho thầy hai cái bài toán này. Thầy đã chuẩn bị cho các bạn ở đây. Và có cả lời giải. Một khẩu pháo có khối lượng 130 kg được đặt trên một toa xe nằm trên đường ray chưa nạp đạn. Khi viên bi bắn theo phương nằm này, vận tốc này, thì nó sẽ giống với cái bài số 6, đúng không? Cùng chiều bắn, ngược chiều bắn. Giống cái bài 6 nhé. Đây là tương tự bài 6. Đấy. Chúng ta phải tìm vận tốc so với đất. Các bạn tự làm, ở đây thầy có hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể đọc. Đấy. Trường hợp toa xe đứng yên thì vận tốc như thế nào? Đây. Và một cái bài nữa. Bài số 8. Một xe có khối lượng chạy cùng chiều ngược chiều thì nó lại chính là cái bài tương tự như cái bài số 6 luôn. Nó chỉ khác nhau về khối gì thôi. Khối lượng với lại nhảy lên. À, trường hợp chúng ta là nhảy xuống, còn đây là nhảy lên. Các bạn chú ý.